hello các bạn, thì bây giờ mình đang có một cái rổ trống không này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm xung quanh đây chúng ta có những gì nha. Cái chỗ nào chúng ta bắt đầu nào. Wow, một chiếc xe đua các bạn, hai màu. Wow, xe đua màu da các bạn. Wow, anh tiếp viên các bạn. Wow, xe màu hà hương các bạn. Wow. Wow. Wow, một xe khác các bạn. Một chiếc xe số 95 các bạn. Hả? Sport các bạn. Wow. Wow. Một chiếc MC Racing Car các bạn. Mình xem thử bên này còn gì không nhá. Hết rồi ạ. Wow. Chiếc xe màu gì hả? Xe đua rồi các bạn. Wow. Tomato. Wow. Wow. Xe khách các bạn. Tha bây giờ. Số 20. Tha mày thở. Có móc câu phía sau luôn. Nhiều chưa. Wow. Không, chưa xem biết các bạn. Dainoko 51 các bạn. Xe số 95. Xe cảnh sát đen luôn này. Không nhiều chưa. MC Racing Car. Storm. Dainoko 51. Solis. Wow, nhiều xe chưa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.